Rồi chào cả nhà nha. Tiếp tục đi nhỏ nhỏ ở nước mối cả nhà. Mình tính về mà đỏ vô mình thử kiếm thử coi ban ngày có không cả nhà. Ngoài nước đất nè. Ngoài nước đất gì được cả nhà. Quá trời ổ núng lớn luôn cả nhà. Nè. Nước đất nè cả nhà thấy không? Đổ đất lên nè. Kìa. Quá trời luôn. Dòng tới thằng này luôn cả nhà. Ổn lớn lắm cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một ngày mới thật làm ăn thật phát đạt cả nhà. Ổn núi thì dòn tới thằng này luôn cả nhà. Nè cả nhà. Chân bự đẹp luôn cả nhà, đây nè. Nước đất rồi cả nhà, thấy không? Đây nữa nè, cả nhà, nước đất nè. dài lần này luôn cả nhà. Đây, nước đất nhóc chân rồi cả nhà. Nè. Đây nữa cả nhà, nước đất nè, thấy không? Nè, đó. Chân bự nữa cả nhà. Nè. Quá trời nước đất rồi cả nhà. Quá trời nước luôn cả nhà. Nè nước đất không cả nhà. Nè. Đổ đất lên rồi cả nhà. Nè. Đây gãy cây rồi nè. Trên ở trên này gãy cây nữa, hai cây. Gãy hai ba cây chỗ này cả nhà. Nè, nước đất nè cả nhà thấy không? Hết ướt nước đất rồi. Nè. Đổ đất lên rồi cả nhà. Cho nó đất đã không cả nhà ơi. Cây vành vành không ơi. Nè cả nhà, nè thấy không? Nè. Núi đầu nè. Nè. Quá trời cây luôn nè, còn dưới đất nè cả nhà. Nè. Đây nữa nè cả nhà. Nè cả nhà ơi, nè thấy không? Nè cả nhà. Hết nước rồi. Ủa nó rộng rãi trong cái nhà. Nè, cái nhà thấy đẹp cực kỳ không? Đó. Mới lúa đất luôn cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Rồi, để mình cải lên nhổ cho cả nhà xem nha. Rồi, mình nạy lên xong cái này mình nhổ cả nhà ơi. Còn nằm dưới đất không cả nhà. Nè. Nằm dưới đất mà chân bự gì nè cả nhà. Này là nước đất nè cả nhà. Đó, nắm kim của nó mà chân bự cỡ này nè. Nè cả nhà, thấy không? Núm này nhỏ hơi bị gãy nhiều nè cả nhà, tại vì quá trời non đi. Còn nằm dưới đất nè cả nhà ơi, chân cái dài cái nè. Nè cả nhà. Thôi ôi tròn gãy nè ha. Nó núm kim mà bự gì nè. Nè nè cả nhà. Còn nằm đất cái nè. Rồi uổng ghê. Nói chung không cái này tại vì thấy nước đất mình mới nại nhổ luôn cả nhà, chứ nếu mà núm kim cái đó đâu có ai nhổ làm gì. Nước đất này nại lên rồi gặp cây nào nhổ cây nấy luôn á. Cục này nè cả nhà. Rồi gãy cây nữa rồi cả nhà. Quá trời non luôn cả nhà ơi. Nè.
Nấm này con gì ăn, con gì ăn nó gãy nè cả nhà. Hết biết nấm không? Trời nóng. Đây nơi cả nhà. Trời ơi, cái này gãy còn khúc cả nha. Nó bự quá, gãy uổng quá. Nó nhổ mấy cây thử nè cả nha. Nấm bự. Quá trời nóng. Rồi gãy cây nữa rồi, uổng quá. Gãy hoài luôn cả nhà. Tại lúc dưới đất cả nhà. Ô nấm này còn lên nhiều nữa cả nhà. Này là xe cán lên luôn rồi nha. Cả nhà thấy không? Xe cán quẹo đầu luôn nè. Xe cán khúc rồi, rồi gãy nữa, gãy hoài luôn cả nhà ơi. Nó nằm dưới đất mình không thấy nữa cả nhà. Nè còn nữa nè, xém gãy nữa rồi cả nhà. Nè, nằm dưới đất kiểu này nè. Trời ơi, nóng mà cái này. Trời ơi, gãy chân bự không cả nhà. Nè, nóng quá. Cái cốp cái bị gãy rồi đó cả nhà.
còn lên tiếp cả nhà. Quay nó mỏi tay, hỏi gục rút đắt luôn. Rồi gãy nữa rồi. Gãy cây quá trời cả nhà ơi. Gãy cao su quá. Như là ba cây nó nằm thúc cái đất mình không thấy cả nhà. Quá trời chứ cũng dài luôn. Ba cây nằm đất thấy mới sợ cả nhà. Ta chạy xe người ta còn cán lên mà. Nè. Lúc đất gì cả nhà thấy không? Lúc đất nè. Kiếm đấm này khó kiếm lắm cả nhà. Kiếm kỹ mới thấy thôi. Quá trời không đúng. Chân cái dài thì thôi cả nhà ơi. Gãy tùm lum hết cả nhà. Gãy chân dài dài không nè. Đây nữa nè cả nhà ơi. Quá trời luôn rồi. Nấm kim còn luôn.
chút xíu nữa gãy nữa. Tới đây nữa cả nhà. Trời ơi, cái nấm kim gãy khúc luôn rồi. Uổng quá cả nhà. Rồi gãy nữa. Ba gãy khúc khúc này để ăn chưa bán gì được cả nhà. Gốc cao su nữa cả nhà. Nó bự chứ đâu phải nhỏ đâu cả nhà. Rồi. Thực quá đi cả nhà. Nấm già chân già gì mà gãy hoài. Thua rồi. Nấm chân dài chân cục đâu cả nhà, nó gãy hoài. Trời nắng. Này cả nhà. Nắng chân dài lắm nha cả nhà. Chân có chân cục đâu. Tại non quá đâu. Nó gãy nè cả nhà. Tiếc ghê á. Còn chưa nãy nữa cả nhà. Rồi gãy luôn. Này, còn nữa này cả nhà. Quá trời luôn. Cái này nè cả nhà. Rồi. Hết rồi. Mình cũng xin kết thúc video đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà là mời cả nhà xem clip sau nha cả nhà. Cây cuối cùng cả nhà.
Rồi mình chào tạm biệt cả nhà nha. Đây đóng nè cả nhà. Đó đóng cả nhà. Bên kia. Rồi kết thúc video nha cả nhà.